là cái hệ 48 các bạn. Ha, hệ 48 cũng có 24 nha. 24 nè, 200W qua giảm tốc, hệ 24. Còn 48 á, thì chỉ có một con 500W con lớn nhất nha. Còn lại là 300W. Ha, đặc biệt thì có hai con này. Hai con này thì anh em nào kiếm hô hào hú mình đây đã về 2,2 triệu. À, chế tờ chế gì đó chế. Còn con này đặc biệt con này anh em nào kéo block nha, lấy lụm kéo block. Nha, kéo block liên hệ mình. Gỡ đầu bơm ra mình bán kéo block. À, kéo đầu nén 1 ti 2 ti, con này con lớn, xác lớn. À, khách nào lấy một cặp thì 1 triệu, còn lẻ là 550k một cây. À, chưa bao gồm ti nâng hạ. À, chưa bao gồm tay bấm chứ. Hàng của Thị Điển. Còn cái này của anh khách nha, cảm ơn anh ủng hộ nha. Thực sự là bữa nay mình cạn tiền luôn các bạn. À, anh khách ảnh chuyển tiền cái phần của ảnh nè. À, rất là mua nhận hàng trả tiền cũng được nha, tại vì ảnh là khách quen, nhưng mà cơ bản thì mình đang cạn tiền mà ảnh chuyển cái phần tiền của ảnh á thì cảm giác rất là quý. À, mình cũng đỡ ấy, mình đang nợ bên bãi một ít đồ, một ít tiền các bạn. À, cho nên là đã thiếu tiền mà ảnh chuyển cái phần tiền của ảnh thì không còn gì tuyệt vời hơn nha. Chân thành cảm ơn anh khách ta, khách quen nha. Thì có rờ le em sẽ để cho anh sắp tới nó về nha.